ngành giáo dục và đào tạo đang đặt trước những cái yêu cầu, những cái nhiệm vụ rất là lớn, trọng trách rất là nặng nề. Mà thực hiện những việc đó trong một cái bối cảnh toàn xã hội cũng đang trong một cái giai đoạn chuyển đổi. Có những cái việc thách thức, những cái éo le cũng đặt ra đối với đội ngũ trong cái quá trình mà chuyển đổi của xã hội. Thì trong những bối cảnh đó thì hơn bao giờ hết nhà giáo lại cần phải bám vững chắc vào cái chỗ dựa quan trọng của nghề nghiệp. Đấy là cái sự kiến tạo các cái giá trị cao đẹp cho con người. Lấy cái chỗ dựa đó là một cái sự động viên tinh thần, mà nói như từ trong truyền thống là cái sự tôn sư trọng đạo, thì đó là cái tinh thần của đạo, tức sự rèn luyện đối với con người. Mà sở dĩ từ xưa đến nay nghề giáo được tôn vinh là vì kiến tạo những giá trị đó, thì cũng mong rằng nhà giáo chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trong bất kỳ những cái thách thức nào, thì cũng cố gắng để vượt qua được những cái thách thức, những cái khó khăn, để tiếp tục theo đuổi cái mục tiêu của nghề nghiệp, thực hiện cho được cái sứ mệnh của nghề nghiệp. Còn đương nhiên, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, về phía toàn thể lực lượng, thì cũng mong muốn về phía xã hội có những cái sự quan tâm nhiều hơn, sự quan tâm một cách thiết thực hơn, sự chia sẻ một cách cụ thể hơn đối với nhà giáo trong công việc. Nhưng trước hết, để có được một cái sự chia sẻ, một cái sự tôn vinh từ phía xã hội, thì chính chúng ta phải làm thật tốt các công việc của mình. Đó là điều kiện tiên quyết để chúng ta khẳng định cái giá trị bền vững của nghề nghiệp, cái tốt đẹp bền vững của nhà giáo, để lấy cái đó để giải thích với xã hội, điều chỉnh đối với xã hội. Và đấy là một công việc mà chúng ta cần phải làm bên cạnh những công việc khác của chuyên môn và của nghề nghiệp.